Vị này trích dẫn một cái đoạn trong kinh Niệm Xứ Satipatthana Sutta nằm ở trong kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Minh Châu. Sư đi thẳng đến cái đoạn mà vị này hỏi luôn. Cũng vậy này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thở vô dài tuệ tri, tôi thở vô dài, thở ra dài tuệ tri, tôi thở ra dài. Thở vô ngắn tuệ tri, tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Sư vui lòng cho con hỏi, cảm giác toàn thân là gì? Thế nào là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập? Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh toàn thân là gì? Thế nào là an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập? An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Thưa quý vị đó, khi mà chúng ta nói về một số cái vấn đề đặc biệt là liên quan tới pháp hành ấy, chúng ta cần một cái bản dịch nó sát nhất với cái nghĩa, sát nhất với nghĩa. Thì sư giới thiệu đầu tiên á, là sư giới thiệu cho quý vị cái bản của ngài Chánh Thân đó. Ngài đã dịch như thế này: hoặc trong khi thở ra dài vì ấy nhận biết tôi thở ra dài, hoặc trong khi thở vào dài vì ấy nhận biết tôi thở vào dài. Sư phóng to tí ha. Đấy. Rồi. Hoặc trong khi thở ra ngắn vì ấy nhận biết tôi thở ra ngắn, hoặc trong khi thở vào ngắn vì ấy nhận biết tôi thở vào ngắn. Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở tôi sẽ thở ra vì ấy thực tập. Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở tôi sẽ thở vào vì ấy thực tập. Thì quý vị thấy hai cái sự khác nhau, hai sự khác nhau giữa hai cái bản dịch. Thứ nhất á, là cảm giác toàn thân ha, cảm giác toàn thân. Cái thứ hai đó là nói về nhận biết rõ toàn bộ hơi thở. Thì như thế này, ở đây ngài Chánh Thân có đưa ra một cái lời chú thích. Cái Sappakkāya ở đây đó nên được hiểu là phần đầu, phần giữa và phần cuối của toàn bộ hơi thở ra mỗi khi thở ra, hoặc toàn bộ hơi thở vào mỗi khi thở vào. Có nghĩa là đó, cái ca giá ở đây đó, quý vị qua bên cái bản Bali. Đâu rồi? Đây. Sappakkāya. Sappakkāya. Thì cái ca giá ở đây đó, chúng ta thường dịch là thân ha, thân. Nhưng mà ở đây đó, cái thân này đó, nó không phải là cái sắc thân của chúng ta, có nghĩa là không phải là cái cơ thể này, không phải là cái body này, mà nó là cái thân của hơi thở ha, nó là thân của hơi thở đó. Và có một điểm mà quý vị không có hỏi, nhưng mà khi thực hành quý vị rất là hay sai, đó là trong cái tất cả các giai đoạn của hơi thở. Đây nè. Dīghaṃ passanāmiti. Ở đây đó không hề có cái tôi nào ở đây hết trơn á. Không hề có cái tôi nào ở đây. Ví dụ như thở vào dài vì ấy biết rõ. Vì ấy biết rõ thở vào dài ha. Thở vào dài biết rõ thở vào dài, không hề có cái tôi ở đây hết. Đi găng là dài nè ha, ha, nó xa nam ý ha, đó có là thở vào đó, thở vào dài đó, biết rõ thở vào dài, chứ không hề có cái tôi nào ở đây hết. Sở dĩ các cái bản dịch mà có cái tôi đó là do cái mí nè, cái đuôi mí ở đây nè,
Do cái Pali đó là cái ngôn ngữ mà nó có biến đuôi, cho nên khi mà chúng ta nói, người nói tự tự mình nói với mình đó, là phải biến cái đuôi này để chỉ rõ cái vị trí là cái người nói. Chứ bản thân ở đây đó, trong cái bản Pali, Đức Phật không hề dùng cái chữ tôi ở đây ha, không hề có chữ tôi ở đây. Cho nên đó, khi mà quý vị thực hành hơi thở đó, quý vị hoàn toàn có thể thực hành như thế này: thở vào dài, biết rõ thở vào dài, không hề có cái tôi. Khi Đức Phật giảng giải việc thở, việc thực hành hơi thở, quán niệm hơi thở, không hề có cái tôi nào ở đây hết trơn á. Mà nếu như quý vị thực hành mà quý vị nghĩ là tôi thở vào dài thì tự nhiên quý vị đem nguyên cái tôi vào trong đó. Trong khi đó cái bản Pali nó sáng trưng, không hề có cái tôi nào ở đây hết. Sở dĩ dịch là tôi do ngôn ngữ Pali là nó có biến đuôi, và cái đuôi mí này đó là chỉ cho cái người mà quán niệm hơi thở đó. Thành ra là các bản dịch khi chuyển qua tiếng Việt thì các ngài để cái chữ tôi vào, chứ thực tế khi thực hành không hề có cái tôi nào ở đây hết trơn nha. Rồi Sappakkha giá đó, như sư nói là toàn bộ cái thân ở đây đó, Sappakkha giá ở đây là toàn bộ thân của hơi thở, có nghĩa là hơi thở cái đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Có nghĩa rằng vị ấy biết rõ từ cái lúc hơi thở bắt đầu cho tới khi hơi thở kết thúc, vị ấy nhận biết rõ chánh niệm trong toàn bộ cái giai đoạn thở vào, vị ấy nhận biết rõ, vị ấy chánh niệm nhận biết rõ trong toàn bộ cái hơi thở ra, vị ấy nhận biết rõ. Đấy. Chứ ở đây không có cái thân nào hết. Đấy. Rồi đây. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô vị ấy tập. Ngày chánh thân ngày dịch á là đây. Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở vào vị ấy tập. Thế nào là sự an tịnh các thành phần của hơi thở? Có nghĩa là chúng ta làm cho cái hơi thở của chúng ta đó nó trở nên suôn sẻ. Đấy. Nó trở nên suôn sẻ về cái mặt vật chất á, là nó sẽ trở nên nó suôn sẻ, nó không có bị gấp gáp, nó không có bị nó giống như quý vị chạy xe đó, hoặc giống như là quý vị đã vuốt vuốt một cái vuốt cái gì ta, vuốt một cái cục đất sét á. Quý vị vuốt cho nó tròn, mà nó ban đầu á, thì cái cục đất sét khi quý vị kéo ra như vậy đó thì nó sẽ gập ghềnh, nó sẽ gập ghềnh. Hoặc là như quý vị vuốt một cục bột á, nó sẽ gập ghềnh. Thì quý vị bắt đầu quý vị xe cho nó, xe một hồi đó thì cái cục bột đó nó trở nên nó mềm mại, nó loáng, nó không còn gập ghềnh nữa. Thì các thành phần của hơi thở cũng như vậy. Khi chúng ta thở đó, nó sẽ chèn vào những cái cấu uế. Cấu uế của cái hơi thở đó là gì? Đó là những cái nội tâm xao động, những cái nội tâm bất thiện, những cái nội tâm nó khiến cho hơi thở chúng ta nó bị bung sung, nó không có được an tịnh đó. Chúng ta sẽ vo, chúng ta vo cái tâm của chúng ta đó, chúng ta vo để cho cái tâm của chúng ta nó calm down lại, ha, nó hạ xuống. Đó là cái việc làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở. Các thành phần nó bao gồm là đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Có nghĩa là khi chúng ta thở vào, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của hơi thở chánh niệm hoàn toàn trong lúc đó. Chúng ta không để cho các thành phần bất ổn của nội tâm nó xuất hiện, nó khiến cho hơi thở của chúng ta trở nên tán loạn, không thể nào nhận biết rõ được. Đó. Nó làm cho các thành phần mà nó khiến cho hơi thở của chúng ta nó không có ổn định đó, xoa dịu nó, xoa dịu nó.
ha, xoa dịu nó. Cũng ví như đó, khi quý vị mới bưng một cái thau nước, một cái chậu nước, thì cái chậu nước á nó sóng sánh, cái chậu nước nó sóng sánh. Và khi chúng ta để xuống đó, khi chúng ta để xuống đó thì nó sẽ chao đảo một thời gian, thì chúng ta sẽ làm cho cái nước nó yên tĩnh, nước nó yên tĩnh. Một số người có thể họ để cái tay lên trên mặt nước á, họ để cái tay trên mặt nước, tay sạch nha, tay sạch nha, để cái mặt nước, họ làm cho cái mặt nước nó trở nên yên tĩnh, nó không có sóng sánh nữa đó. Và họ làm theo cách đó, họ vuốt nha, họ vuốt cho đến khi họ cái mặt nước nó trở nên nó yên tĩnh. Cũng như vậy, hơi thở của chúng ta đó rất dễ bị xáo động bởi các cấu uế của nội tâm. Cho nên khi thực hành hơi thở đến cái giai đoạn này đó, vị hành giả làm cho các thành phần của hơi thở nó trở nên nó yên tĩnh lại. Hơi thở có thể ngắn, hơi thở có thể dài, nhưng mà chúng ta làm cho các thành phần của hơi thở nó trở nên nó yên tĩnh lại, nó lắng dịu xuống, và chúng ta tiếp tục theo dõi. Thành ra đó, khi mà nói đến cái pháp hành ấy, chúng ta cần có một cái bản dịch nó sát nghĩa nhất, nó sát nghĩa nhất có thể. Còn như vậy đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn đó. Còn nếu mà quý vị có khả năng nữa đó, quý vị đọc vô trong cái bản Pali đó thì nó sẽ sáng hơn nữa, nhưng mà cái đó tùy theo trình độ của mỗi người. Do cái này là tiết mục vấn đáp trả lời câu hỏi, chứ không phải là cái tiết mục hướng dẫn hành thiền, cho nên là sư không có nói sâu về cái vấn đề này.